và nói cái này nữa cho quý vị giật mình nè. À. cái này là sư um, xăm hối trước với tâm bảo là sư đổi một tí xíu để cho nó bớt nặng để cho nó bớt nặng chứ còn đức phật nói nó rất là nặng nề nha à, đó là gì có một số cái đó nó chỉ còn ở loài thú chứ nó không còn ở loài người mà ở trong kinh chính xác Đức Phật nói là Chỉ còn loài chó chứ không còn loài người Đó là gì Cái con thú đực Nó chỉ đến với con thú cái Trong cái mùa Mà con thú cái Nó có thể thụ thai thôi Nhưng mà loài người không còn cái đó nữa Loài người thì đến với nhau Trong cả cái thời điểm thụ thai Lẫn không thể thụ thai cái con thú đực nó chỉ đến với con thú cái nó không đến với cái con không phải là thú cái nhưng mà cái này nó chỉ còn ở loài thú thôi không còn ở loài người ở loài người người nam đến với người nữ và đến với cả người không phải là người nữ đấy cho nên Đức Phật nói rất là nặng để chi để chúng ta hiểu rằng loài người của mình bây giờ á hưởng dục ghê gớm lắm hưởng dục ghê gớm lắm mà nhớ về một chuyện mình càng hưởng nhiều dục thì mình càng đi xuống nha mình càng đi xuống đó là lý do mà trong kinh sừng bò đức phật nói này các tỳ kheo số chúng sanh ấy sau khi thân hoại mạng chung loại người ấy, sau khi thân hoại mạng chung mà đi xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh nó nhiều như lông bò mà số người á, sau khi thân hoại mạng chung đi lên cõi người cõi trời nó ít như sừng bò do đâu do mình hưởng thụ nhiều quá nha do mình hưởng dục nhiều quá do mình ham chơi nhiều quá cho nên mình làm lông bò tại vì làm cái lông bò đó thì nó nó vui nó thoải mái còn làm sừng bò nó khô khan nó khó quá gì đâu mà phải nhịn ăn nè nhịn mặt nè nhịn nói nè cái gì cũng nhịn hết trơn á cái gì cũng nhịn hết trơn á nó khó quá thôi chứ mấy cái đó để cho mấy thầy để cho mấy sư à, mấy thầy mới sư vào trong rừng á, chắc dễ chứ còn tụi con thì thôi chính bởi vì như vậy nói cho quý vị giật mình lông bò nó nhiều hơn sừng bò nha coi chừng cái kiểu của mình là cái kiểu lông bò đó ráng ráng học cái hạnh của con hổ nó chỉ săn mồi khi đói và chỉ ăn khi nào nó cần mình ráng nha ráng tập cái nết đó nó rất là tốt ừ, rất là tốt